đắm chìm vào thế giới căng thẳng và đầy kịch tính của các cuộc xung đột trên thế giới trong báo tin tức hôm nay, từ đối đầu giữa Nga và Ukraine đến cuộc xung đột đáng chú ý ở vùng Gaza và sự cạnh tranh trên bàn tròn của các nước lớn. Chúng ta sẽ cùng khám phá mọi diễn biến mới nhất và hãy cùng tôi bước vào một hành trình thông tin đầy cam go và bất ngờ trong bản tin hôm nay. Israel tuyên bố tạm dừng tấn công hàng ngày ở Gaza. Quân đội Israel hôm Chủ nhật đã tuyên bố tạm dừng chiến thuật trong cuộc tấn công ở phía nam dải Gaza để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo sau hơn 8 tháng tấn công dữ dội của Israel ở dải Gaza đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và dẫn đến nạn đói thảm khốc khắp vùng đất, theo Liên Hợp Quốc. Quân đội cho biết trong một tuyên bố rằng việc tạm dừng sẽ bắt đầu từ 8 giờ giờ địa phương đến 19 giờ giờ địa phương mỗi ngày cho đến khi có thông báo mới. Theo tuyên bố, việc tạm dừng diễn ra ở khu vực Rafah từ ngã tư Kerem Shalom ở phía nam Gaza đến đường Salat Adin và Bệnh viện châu Âu ở thành phố Khan Yunis. Quân đội cho biết quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc thảo luận với Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ quốc tế. Theo văn phòng truyền thông do Hamas điều hành ở Gaza, khoảng 98% trẻ em ở Gaza đều không được tiếp cận với nước uống sạch và chỉ có thể sử dụng ít hơn 3 lít nước mỗi ngày. Khoảng 82.000 trẻ em có dấu hiệu suy dinh dưỡng, trong đó 35% có các triệu chứng nghiêm trọng. Khoảng 3.500 trẻ em có nguy cơ tử vong do suy dinh dưỡng và thiếu sự chăm sóc y tế cần thiết. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Bảy cho biết Qatar và Ai Cập đang lên kế hoạch đàm phán với Hamas về đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas cho biết hôm Chủ nhật, Hamas sẽ đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Lãnh đạo Hamas phản hồi về đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu chính trị của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas hôm Chủ nhật tái khẳng định sự sẵn sàng của nhóm quân sự đối với đề xuất ngừng bắn ở dải Gaza, nói rằng phản ứng của Hamas phù hợp với các nguyên tắc ngừng bắn do Hoa Kỳ và Cơ quan An ninh Liên Hợp Quốc đưa ra. Trong bài phát biểu trên truyền hình đánh dấu ngày lễ Hồi giáo, người đứng đầu chính trị của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas và các phe phái kháng chiến đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Gaza, bao gồm lệnh ngừng bắn, việc Israel rút khỏi dải Gaza, tái thiết dải Gaza và một chiến dịch quân sự thỏa thuận hoán đổi toàn diện. Người này nhắc lại, Hamas vẫn cam kết đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua hòa giải và bất chấp mọi nỗ lực của phía Israel nhằm tránh điều đó. Việc giải quyết các xung đột hiện tại sẽ dựa vào các cuộc đàm phán mà cuối cùng sẽ dẫn đến một thỏa thuận toàn diện. Người đứng đầu chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas cũng chỉ ra dấu hiệu tan rã trong nội bộ chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy sự thất bại và sụp đổ của chính phủ này. Ông cho rằng Israel đã thất bại không chỉ trong cuộc chiến quân sự chống lại người Palestine mà còn trên các mặt trận chính trị và truyền thông. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin Ai Cập hôm Chủ nhật đưa tin rằng chính phủ Mỹ đang gây áp lực buộc Hamas phải chấp nhận giai đoạn của một đề xuất ngừng bắn ở Gaza như Mỹ đã đưa ra trước đó mà không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 6 đã thông qua nghị quyết 2735 kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và toàn diện ở Gaza. Dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ đưa ra, trong đó nêu ra đề xuất 3 giai đoạn nhằm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza. Giai đoạn 1 bao gồm thời gian ngừng bắn hoàn toàn kéo dài 6 tuần, trong đó quân đội Israel sẽ rút quân khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và Hamas và Israel sẽ tham gia giải phóng một số con tin. Sau khi dự thảo nghị quyết được thông qua, Hamas đã phản ứng tích cực. Qatar và Ai Cập, hai nước đóng vai trò trung gian giữa Hamas và Israel, cũng đã nhận được phản hồi từ Hamas. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Phía Israel đã cáo buộc Hamas sửa đổi nội dung. Phía Israel đã cáo buộc Hamas sửa đổi nội dung đề xuất ngừng bắn trong phản ứng của mình, qua đó ám chỉ Hamas đang bác bỏ đề xuất này. Israel đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Hamas ở dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas qua biên giới phía nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết, tính đến Chủ nhật vừa qua,
số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào dải Gaza đã tăng lên 37.337 người, với 85.299 người bị thương. Hàng nghìn người Israel cùng gia đình các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza đã biểu tình tại Tel Aviv vào thứ Bảy ngày 15 tháng 6, yêu cầu cả hai phía ngừng bắn ngay lập tức để đảm bảo họ được thả ra. Những cuộc biểu tình như vậy đã trở thành sự kiện hàng tuần, làm nổi bật sự chia rẽ trong xã hội Israel sau khoảng thời gian thống nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một người biểu tình bày tỏ lòng kính trọng đối với 8 binh sĩ Israel mà quân đội cho biết đã thiệt mạng ở miền nam Gaza. Khi quân đội tiếp tục tấn công xung quanh phía nam thành phố Rafah và một số khu vực khác của Gaza, khiến ít nhất 19 người Palestine thiệt mạng. Rõ ràng chúng ta sẽ có khoảng cách giữa hai quốc gia và hai đề xuất. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận mà chúng ta đang đặt lên trên bàn lúc này, Israel nên chấp nhận nó. Đó là một phần của việc trở thành người Israel, là quan niệm rằng chúng ta không bỏ lại ai phía sau. Tôi nghĩ chúng ta nên đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào có thể đưa anh chị em, cha mẹ của chúng ta về nhà. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết hậu quả. Rõ ràng chúng ta đang đối phó với một tổ chức khủng bố, và đó là điều mà bạn thấy đấy, sẽ cần phải được xem xét. Tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza đã lên tới 300 người và có thể làm phức tạp thêm tình hình chính trị mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải đối mặt. Một tuần sau khi cựu tướng Benny Gantz rời bỏ chính phủ đã cáo buộc Netanyahu không đưa ra được chiến lược thích hợp cho Gaza. Mặc dù áp lực quốc tế ngày một tăng đối với lệnh ngừng bắn, tuy nhiên thỏa thuận dừng chiến tranh vẫn còn xa vời, đã hơn 8 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh vào tháng 10 năm 2023. Các cuộc đọ súng xuyên biên giới xảy ra gần như hàng ngày, nay lại càng gia tăng đối với những chiến binh dân quân Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 37.296 người Palestine và ít nhất 30 người thuộc tổng số họ trong suốt 24 giờ qua đã thiệt mạng bởi chiến dịch quân sự của Israel nhằm loại bỏ Hamas. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng báo tin tức trong bản tin hôm nay. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi và đừng quên quay lại vào ngày mai để cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất.